chị và các bác đang quan tâm tới những dòng ô tô con, ô tô tải cũ, chất lượng thì hãy alo cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình. Em tư vấn là hoàn toàn là miễn phí. Các bác lên theo hướng Bắc Cạn cũ, thì em ở ngay phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, thành phố Thái Nguyên. Em ngay cổng mỏ Phấn Mễ thôi. Đấy. Đó. Con K 2700, một chiếc K 2700 nữa. Đó. Thì con này nó là đời 2011 và giá nó là 185 triệu. Điều hòa lót sàn cũng rất là đầy đủ. Đây xe ở em thì được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Về các anh chị, em, cô bác phục vụ nhu cầu kinh doanh và vận chuyển của mình. Đó. Tiếp theo ở xa xa kia, ở phía xa xa kia còn một chiếc xe nữa, em review luôn. Rất là xa. Nhà em thì trải khắp ở đây rồi. Thì con này thì đời nó thấp thôi. Nó là đời 2003 nhưng nó còn rất là tốt. Nhìn ở hình thức còn rất là đẹp như thế này các bác. Các anh chị ạ. Đời 2003 Kia Frontier. Và điều hòa lót sàn đầy đủ, giá chỉ có 145 triệu mà thôi. Đây. Thì đó là tổng hợp tất cả những chiếc xe tại salon nhà em. Nếu tất cả cô chú anh chị là biết rõ chi tiết hơn thì cứ alo cho em các bác nhé, các anh chị nhé. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Và nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho rất là nhiều người xem hơn nữa, để các cô chú anh chị đều có thể lựa chọn được những chiếc xe mà ưng ý, phù hợp với giá tiền, tầm tiền của mình. Và cũng có thể là em hay quên, thì bên nhà em kia vẫn còn hai chiếc xe nữa, thì chúng ta sẽ review qua một chi tiết các bạn nhé, trước khi kết thúc video. Bên kia thì còn một chiếc thùng lủng và thùng mui bạt. Thùng lủng và thùng mui bạt. Đây, đây là chiếc 15C thùng lủng K3000. Có thể chở nhôm kính hoặc là đồ sơn. Đó. Tiếp theo là chiếc xe AK2700 tải trọng tấn 25. Con này thì nó chỉ rơi vào khoảng 218 triệu thôi. Và đời của nó là đời 2014. Đó. Còn hết sức là đẹp xe. Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và ngày hôm nay thì em sẽ quay review chi tiết chiếc xe Thaco K165 đời 2015 với giá chỉ 260 triệu mà thôi. Thì đây là một chiếc xe trọng tải 1 tấn 4.
rất là phù hợp cho tất cả cô chú anh chị chở hàng mà cần xe tải không mua phủ ba. Em sẽ quay review chi tiết chiếc xe này cho tất cả cô chú anh chị. Lốp lắp thành thùng, còn cản sóng sàn đã được lót sàn inox rồi. Và đặc biệt con này máy đại chất luôn. Máy ôi dồi ôi, máy tuyệt vời nhỉ. Giá rẻ nhỉ, giá 200, có 260 rồi 215. Con này là nhập K165, có 1 tấn 65 đủ. 1 tấn 65. 1 tấn 65. Chứ không phải 1 tấn 65 đủ. À. Chứ không phải 1 tấn 4. Không, không phải 1 tấn 4. Cái này là K165 đủ. À, con này là của Trường Hải. Ừ, của Trường Hải bắt là tất cả những các xe kia như nhau hết. Chứ không phải là nhập. Không, nhập 203. Con này là thùng dài mấy mét? Dài như mọi con. 3 mét 4. 3 mét. Có con nào mà hơn 4 mét không? Không. Hơn 4 mét là xe hoán cải. Đấy, hoán cải. Nhà mình có 4 mét 3, 4 mét 4, nhưng nó là xe hoán cải. Nhà mình có con nào? Không có con nào. Hôm nọ anh vừa bán một con thùng dài 4 mét 4. Cứ tìm, nhiều khách tìm rồi. Hoán cải. Không ai được quay nữa. Quay ở trong vùng này thôi. Không ai cắt ra đi. Các cô chú anh chị. Mà đang có nhu cầu thì hãy alo cho em. Còn số điện thoại hiện trên màn hình để em tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để được tư vấn chi tiết hơn. Thì đây, cận cảnh chiếc K2700 cho tất cả cô chú anh chị và các bác xem. Và chiếc xe này cũng chỉ có rơi vào giá đó là 195 triệu mà thôi. Và điều hòa lót sàn khám phí đầy đủ, lốp lắp còn mới. Và xe đây là thùng phủ mui bài. Phần sàn sóng còn đẹp như mới.
đầu tiên đó là chiếc K2700. Và bên cạnh đây cũng là một chiếc K2700. 1 tấn 25. Nhưng chiếc xe này đời 2008 thôi. Con này thì có giá là 165 triệu. Và điều hòa lót sàn cọc phí đầy đủ. Đây là chiếc xe tải Kia K3000. Con này thì đời 2014 và tải trọng của K3000 đó là 1,4 tấn. Xe màu trắng. Con này có giá là 240 triệu. Chiếc xe nữa. Chiếc xe nữa đó là Kia K165. Xe màu xanh dương. 2016. Con này được bán với mức giá là 325 triệu. Nó sàn đầy đủ. Thậm chí là chiếc xe này còn rất đẹp đẹp và được lót sàn inox rồi. À, chưa. Đây là một chiếc bên cạnh được lót sàn inox. Chiếc này vẫn là thôi. Đó. Và bên cạnh đây là một chiếc Kia K165 đời 2017 và hơn đời so với chiếc xe bên cạnh, thì nó là 2,4 tấn và giá là 345 triệu. Điều hòa lót sàn đầy đủ và lót sàn inox rồi. Xe em vừa mới lấy về đêm hôm trước, xe rất là đẹp, pha đèn rất là trong, đèn nguyên zin.
chỗ hơi sát một chút. Đây. Thì em có báo giá chi tiết ở trên Zalo của em á. Các bác kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0975672888 thì các bác sẽ được tư vấn chi tiết hơn.